Xin chào các bác, và ngày hôm nay thì đồng hồ Quang Lâm sẽ hướng dẫn các bác chỉnh mẫu đồng hồ Citizen H804. Và chiếc mẫu của ngày hôm nay là chiếc AT8044-56E của Citizen. Chiếc này sử dụng bộ máy H804. Khi mà check hướng dẫn sử dụng của đồng hồ thì các bác sẽ xem ở cái đằng sau. Thì chúng ta sẽ thấy là nó có cái mã là H804. Thì đây nó là cái mã máy của nó. Thì chúng ta sẽ tìm hướng dẫn bằng cái mã máy này. Thì cái này nó sử dụng máy H804. Máy H80 thì nó là máy dòng Eco Drive, dùng năng lượng mặt trời, sai số khoảng cộng trừ nửa giây mỗi ngày, tức là chính xác hơn đồng hồ pin. Là trong trường hợp mà chúng ta không dò sóng radio để hiệu chỉnh thời gian. Còn nếu dùng chức năng dò sóng radio có tích hợp trên đồng hồ này thì nó sẽ là chính xác tuyệt đối, không có sai số. Trên dòng này của chúng ta thì nó sẽ có cả giờ của 26 thành phố ở trên thế giới. Đó. À, trên này. Bên cạnh đấy là lịch vạn niên. Lịch vạn niên thì hôm nay đồng hồ Quang Lâm sẽ hướng dẫn cho các bác xong. Chỉnh xong ngày hôm nay thì đến năm 2100 chúng ta mới phải chỉnh lịch lại một lần nữa. Tất nhiên đây nó là về mặt lý thuyết, tức là đồng hồ phải luôn luôn được giữ ở trong trạng thái hoạt động bình thường thì đến năm 2100 chúng ta mới phải chỉnh lịch lại một lần nữa. Để đấy là lịch vạn niên. Ngoài ra thì trên chiếc này nó còn có chức năng chronograph, đồng hồ bấm giờ. Nó sẽ đo được khoảng 60 phút với đơn vị đo là 1/20 giây ở dưới này. Rồi là anh em sẽ có các chức năng dò sóng radio để hiệu chỉnh thời gian, như radio control đây này, nó ghi này. Bên cạnh đấy là chức năng tiết kiệm năng lượng, rồi hiển thị mức năng lượng ở trên đồng hồ ở góc 11 giờ đây, anh em nhìn thấy cái kim hiển thị năng lượng này. Thì trong video này đồng hồ Quang Lâm sẽ hướng dẫn các bác cả những cái mục chi tiết bên trên. Đầu tiên là làm quen với các ký hiệu cũng như là các kim chức năng trên mặt số. Thì anh em sẽ có kim giờ, kim phút và kim giây chính của đồng hồ. Bên cạnh đấy thì sẽ có một cái subdial ở góc 12 giờ đây là chức năng chronograph nhé. Thì chúng ta sẽ có kim chronograph ở đây. Ở bên trái của cái subdial này thì sẽ có hiển thị mức năng lượng có 4 vạch đấy. Dù đến góc 9 giờ thì đây sẽ có một cái subdial hiển thị giờ ngày, giờ đêm, kim 24 giờ. Ở dưới góc 6 giờ là subdial hiển thị cái đơn vị giây trong quá trình mà các bác đo bấm giờ đấy. Nó có chức năng chronograph mà. Nó sẽ đo được 60 phút và đơn vị đo là 1/20 giây. Thì cái chỗ này nó sẽ tính đơn vị giây 1/20 giây để cho trong thể thao chúng ta cần. Còn bên phải thì hiển thị lịch thứ ở trong tuần. Bên trái này là có nút OK, nút RX và nút No. Đây là hiển thị kết quả dò sóng radio. Đó, thì khi mà chúng ta dò được sóng thì nó sẽ báo là OK, tức là dò sóng thành công. Thế còn No ở đây là dò sóng thất bại. Còn RX có nghĩa là đang trong quá trình dò sóng radio. Đó, thì đấy là các ký hiệu ở phía bên trái. Rồi ở bên ngoài này thì có một cái vành benzen hiển thị tên các thành phố ở trên thế giới để chúng ta có thể chọn cho chiếc đồng hồ này. Bên đây thì là on, off, giờ mùa hè. Đó. On hay off? Thì nếu ở Việt Nam thì chúng ta cứ để là off, thì chúng ta không quan tâm lắm đến giờ mùa hè. Về phần núm bấm thì anh em sẽ có hai nút bấm. Nút góc 4 giờ đây người ta sẽ quy ước là nút A, và nút góc 2 giờ đây thì sẽ là nút B. Ngoài ra thì có một cái nút núm góc 3 giờ là núm C ở đây, thì nó sẽ có 3 nấc. Nấc trong cùng, nấc giữa, nấc trong cùng này, nấc giữa này, và nấc ngoài cùng là nó như sẽ như này. Thì 3 nấc như vậy nhé. Đó. Thì chúng ta có thể check cái mức pin ở trên đồng hồ này bằng cách là ở trạng thái bình thường như này, chúng ta bấm nút 4 giờ này một cái thì anh em sẽ nhìn thấy kim chronograph ở góc 12 giờ nó sẽ hiển thị cái mức năng lượng đang còn lại trong đồng hồ là bao nhiêu, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Đó. Chúng ta bấm nút 4 giờ này. Đó. Và sau 10 giây thì nó sẽ tự động nó quay trở lại trạng thái hiển thị thời gian bình thường. Thế còn một cái nữa để nhận biết khi mà đồng hồ đang ở
trạng thái yếu pin là kim dây nó sẽ nhảy cóc 2 giây 1 thì nó là yếu pin. Thì khi kim dây nhảy cóc 2 giây 1, anh em sẽ phải mang đồng hồ này ra chỗ mà có ánh nắng để chúng ta sạc. Và nhà sản xuất họ hướng dẫn chúng ta sạc đồng hồ này như thế nào. Thì trên mặt số của chiếc này nó có bố trí các cái panel để hấp thụ năng lượng ánh sáng để chuyển hóa thành pin. Và Citizen họ khuyên chúng ta là mang chiếc đồng hồ này ra những khu vực có ánh nắng mặt trời khoảng 5 đến 6 tiếng một lần trong một tháng, thì đồng hồ nó sẽ luôn luôn được duy trì trong trạng thái bình thường và ổn định. Tránh trường hợp chúng ta để chiếc đồng hồ này ở trong tủ, ngăn kéo đậy kín và tối om trong khoảng thời gian dài 2-3 năm, 4-5 năm. Sau đó chúng ta mới lôi ra thì đồng hồ nó có khả năng sẽ bị hỏng về mặt pin. Còn về cơ bản, chiếc đồng hồ này trong suốt tuổi đời của nó thì chúng ta không bao giờ phải thay pin cả. Nhưng nếu chúng ta cứ để đồng hồ ở trong bóng tối quá lâu thì pin nó sẽ hỏng và sẽ có thể sẽ không hồi phục lại được cái pin, và chúng ta phải thay pin mới là vì như vậy. Chiếc đồng hồ này cũng có một chức năng rất hay, đó là chức năng tự động tiết kiệm năng lượng nữa. Nếu đồng hồ này mà các bác để ở trong bóng tối sau 30 phút hoặc lâu hơn thì đồng hồ nó sẽ vào trạng thái tiết kiệm năng lượng. Thì lúc này kim dây nó sẽ tự động nó dừng để tiết kiệm năng lượng. Thế còn khi mà chúng ta lôi đồng hồ ra sử dụng bình thường thì kim dây nó lại tiếp tục hoạt động lại bình thường. Thì đấy là chức năng tự động tiết kiệm năng lượng được tích hợp ở trên mẫu H804 này nha các bác nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào phần chỉnh. Đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh là phải chỉnh cái múi giờ cho chiếc đồng hồ này trước đã. Mà chiếc đồng hồ này chỉnh múi giờ như là gì? Tức là khi các bác đeo nhận chiếc đồng hồ này về, các bác đeo đồng hồ này và sống tại múi giờ nào thì chúng ta sẽ phải chỉnh cho đồng hồ về múi giờ đấy. Có nghĩa là bây giờ ví dụ em lấy ví dụ các bác đeo này ở Việt Nam, chúng ta sẽ phải chỉnh cho đồng hồ này nó hiển thị múi giờ ở Việt Nam. Còn nếu chúng ta đi sang Nhật sống thì chúng ta sẽ chỉnh múi giờ của chiếc này về múi giờ của Nhật, thì đồng hồ nó sẽ tự động nó nhảy thời gian. Thì để chỉnh múi giờ như thế nào, anh em sẽ rút cái núm 3 giờ này ra nước giữa nhé, rút ra nước giữa, và anh em sẽ nhìn thấy kim dây nó sẽ hiển thị cái thành phố hiện tại đang được chọn để làm múi giờ cho chiếc đồng hồ này. Đây, anh em có thể chọn Sydney này, Tokyo, Bắc Kinh, Bangkok các thứ này. Thì nếu các bác đang sống tại Nhật, chúng ta sẽ chọn là Tokyo. Còn nếu anh em đang sống ở Bắc Kinh, chúng ta chọn là Beijing. Hoặc là nếu anh em sống ở Bangkok, ở Việt Nam, ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta sẽ chọn múi giờ là Bangkok các bác nhé. Đấy, thì khi chúng ta chọn múi giờ về Bangkok, anh em sẽ thấy là giờ nó sẽ tự động nó chạy về cái giờ của Việt Nam. Đó, là 11:26. Thế thì sau khi chỉnh xong, có nghĩa là chúng ta đã chỉnh xong múi giờ rồi, còn chỉnh giờ mùa hè nữa cho cái múi giờ này. Thì ở đây anh em sẽ nhìn thấy này, nó có on và off của giờ mùa hè. Chúng ta chỉ cần bấm nút 2 giờ là chúng ta on, hoặc là bấm nút 2 giờ là chúng ta off. Nên nếu mà on thì nó sẽ sớm hơn 1 tiếng, còn off thì nó sẽ chậm về giờ bình thường. Thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta cứ để off để cho nó chuẩn với giờ của thực tế. Và sau khi chỉnh giờ mùa hè xong, anh em sẽ bấm trả cái nút 3 giờ này về vị trí ban đầu. Lúc này chúng ta đã chỉnh xong múi giờ cho chiếc đồng hồ này. Thế còn nếu sau khi chỉnh múi giờ xong mà anh em thấy đồng hồ nó sai giờ, thì chúng ta sẽ vào cái bước thứ hai, đó là chỉnh thời gian và chỉnh ngày tháng năm cho chiếc đồng hồ này. Thì đầu tiên để chỉnh cái này, lưu ý một cái là cái này là chỉnh lịch vạn niên cho nên nó sẽ hơi phức tạp một chút xíu. Thì anh em lưu ý làm theo hướng dẫn thì chúng ta sẽ không bao giờ phải chỉnh lại lịch nữa. Chiếc này nó là lịch vạn niên mà, cho nên là tháng nào có 28 ngày, tháng nào có 30 ngày, tháng nào 31 ngày nó sẽ tự nhảy. Chúng ta không phải lích kích chỉnh lịch hàng tháng nữa. Thì để chỉnh cái này, đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh thời gian nhé. Các bác sẽ để cho cái núm góc 3 giờ này nó ở cái nút trong cùng như thế này. Và chúng ta sẽ rút cái núm này ra nấc giữa này. Sau đó chúng ta sẽ bấm và giữ cái nút 2 giờ này trong khoảng thời gian là 2 giây hoặc là hơn. 1, 2. Thì anh em sẽ thấy kim dây nó sẽ di chuyển về vị trí góc 6 giờ. Kim phút của chronograph nó sẽ di chuyển về vị trí
12 giờ đấy. Tiếp tục chúng ta sẽ rút cái núm này ra nấc ngoài cùng. Thì lúc này kim dây nó sẽ di chuyển về vị trí góc 12 giờ. Và lúc này thì anh em sẽ vào điều chỉnh phút. Thì anh em vừa thấy cái kim phút nó vừa nhúc nhích một chút đấy. Thì chúng ta chỉ cần xoay cái núm này để chúng ta chỉnh thời gian nhanh chậm tùy các bác. Thì cứ mỗi lần chúng ta xoay thì nó sẽ di chuyển đây. Ví dụ đó. Chỉnh thời gian nhé. Thì sẽ là chỉnh phút, chỉnh giờ và chỉnh kim 24 giờ đấy. Chúng ta sẽ bấm nút 2 giờ này một lần nữa thì chúng ta sẽ chuyển sang chỉnh cái ngày. Đây anh em nhìn này. Chỉnh ngày này. Đó, ngày 28, ngày 29. Đây là chỉnh ngày nhé. Rồi. Rồi chúng ta bấm thêm nút 2 giờ này một lần nữa, chúng ta sẽ chuyển sang chỉnh thứ này. Đó, này là thứ mấy thì chúng ta chỉnh thôi. Đó, xoay núm để chỉnh. Tiếp tục là chúng ta sẽ bấm nút 2 giờ này một lần nữa, chúng ta sẽ chuyển sang chỉnh tháng và chỉnh năm. Chỉnh tháng và chỉnh năm các bác nhé. Thì đây em sẽ phải lấy cái bút ra để hướng dẫn các bác chỉnh tháng và chỉnh năm cho nó chuẩn. Chỉnh tháng và chỉnh năm của cái này thì anh em lưu ý, đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh tháng trước. Chỉnh tháng trước nhé. Thì ở đây các bác sẽ nhìn thấy là nó sẽ có mấy cái cọc số đấy. Có cọc số, 12 cọc số thì đại diện cho 12 tháng. Tháng 1 thì nó sẽ là cọc số 1. Tháng 2 sẽ đại diện cho cọc ở cọc số 2. Cọc số 3 đại diện cho tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Em lấy ví dụ bây giờ đang là tháng 6, các bác sẽ phải chỉnh cho cái kim dây nó chỉ về cột số 6. Đó, chỉ về cột số 6 này. Hoặc là nếu tháng 5, các bác chỉnh về cột số 5 này. Thì bây giờ đang là tháng 6, thực tế là tháng 6, chúng ta chỉnh về cột số 6. Tiếp theo là đến chỉnh năm. Chỉnh năm thì chúng ta không cần phải bấm cái gì cả, chúng ta chỉ cần là nhìn để ý này. Các bác sẽ thấy các cái cọc số nó đại diện cho các năm nhuận. Còn ở đây nó sẽ có các cái khớc, năm nhuận cộng 1, năm nhuận cộng 2 và năm nhuận cộng 3. Các khớc. Thì ở đây tại sao lại có các cái năm nhuận cộng 1, năm nhuận cộng 2 thì các bác lưu ý cái này. Đầu tiên là chúng ta cần phải biết là năm nhuận là những năm nào. Là ví dụ như gần đây nhất là năm 2016 là năm nhuận. Rồi 2020 là năm nhuận. 2024 và 2028. Xong lại cộng thêm 4 năm nữa vẫn là năm nhuận. Những năm nhuận là những năm chia hết cho 4. Thế thì đây là các năm nhuận này. Là nó là cột mốc, nó sẽ nằm ở các cái cọc số này. Là nó các năm nhuận. Thế thì 2017 sẽ là năm nhuận cộng 1. 2018 là năm nhuận cộng 2. 2019 là năm nhuận cộng 3. Năm 2020 thì nó lại là năm nhuận rồi. Thì 2021 sẽ là năm nhuận cộng 1. 2022 là năm nhuận cộng 2. 2023 là năm nhuận cộng 3. Đấy, nó kiểu như vậy. Đây 2023. Sang 2024 thì nó lại là nhuận tiếp. 2025 lại tiếp tục như vậy. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là 2023 của chúng ta đây hiện tại đang là 2023. Nó là năm nhuận cộng 3, đúng không ạ? Hiện tại đang là chọn tháng, tháng 6 rồi. Thế thì chúng ta sẽ thấy là đây là đang là nhuận của cái cọc số này là nhuận này. Cọc số là nhuận. Bây giờ chúng ta thấy năm nhuận cộng 3 đúng không? 1, 2, 3. Đấy, thì đây là năm nhuận cộng 3. Thì đấy là chúng ta đã chỉnh xong cái tháng và năm. Chỉ cần như vậy thôi thì chúng ta sẽ thấy là chỉnh xong chúng ta bấm trả lại vị trí ban đầu. Thì chúng ta sẽ thấy là cái lịch vạn niên đã được set. Đó. Thì ở đây lưu ý, các bác chỉ cần lưu ý các năm nhuận thôi là 2012, 2016, 2020, 2024. 2028, 2032 là các năm nhuận. Thì lần lượt 3 năm tiếp theo đó thì sẽ là năm nhuận cộng 1, cộng 2, cộng 3. Nó cứ lần lượt như vậy để chúng ta chỉnh cho nó chuẩn thôi. Thế đấy là chúng ta đã xong cái hạng mục chỉnh thời gian và chỉnh tháng năm cho chiếc đồng hồ này. Tiếp theo là đến chỉnh cái gì nữa nhỉ? Đồng hồ Quang Lâm sẽ hướng dẫn các bác chỉnh chức năng bấm giờ thể thao của chiếc sử dụng máy H804 này nhé. Bấm giờ thể thao.
Chiếc này nó bấm giờ được 60 phút và với thời lượng đo, đơn vị đo là 1/20 giây. Thì để vào chức năng bấm giờ thể thao, anh em sẽ để cái núm này trong nấc trong cùng này. Sau đó sẽ bấm cái nút 2 giờ này. Thì lúc này đồng hồ nó sẽ vào cái chế độ sẵn sàng bấm giờ. Đó, các bác đã thấy là bắt đầu đo thì chúng ta sẽ bấm nút 2 giờ là bắt đầu đo này. Nếu các bác muốn tạm dừng thì các bác sẽ bấm nút 2 giờ tạm dừng này. Đó. Và bấm tiếp thì nó sẽ tiếp tục nó đo. Và thời lượng đo được bao nhiêu nó sẽ hiển thị góc 12 giờ này. Đấy, và dừng là bấm nút 2 giờ. Còn nếu mà anh em muốn reset thì chúng ta sẽ bấm nút 4 giờ để reset lại về 0. Còn nếu muốn trở về thời gian hiện hành, chúng ta bấm tiếp nút 4 giờ nữa thì nó sẽ quay trở lại thời gian hiện hành. Thì đấy là xong chức năng chronograph. Tiếp theo là chức năng cân kim nhé. Nếu mà trong trường hợp cái đồng hồ này của chúng ta thấy đồng hồ kim nó bị lệch, thì cân kim nó mất nhiều thời gian nên đồng hồ Quang Lâm sẽ cho vào cái đoạn cuối này. Còn nếu mà đúng ra thì các bác phải cân kim ngay tại thời điểm ban đầu. Khi mà nhận đồng hồ về, chúng ta kiểm tra xem lịch rồi kim nó có bị lệch không thì chúng ta phải cân tại cái thời điểm đó. Thì em hướng dẫn các bác cân kim trước này thì chúng ta cần phải cân cho kim giờ, kim phút, kim giây, kim 24 giờ, kim bấm giờ thể thao. Lịch thì nó sẽ phải nằm ở đúng cái khe giữa ngày 31 và ngày mùng 1 thì nó mới xong được. Thì để cân kim, anh em sẽ rút cái núm này ra. Để đầu tiên là chúng ta sẽ xác định nó ở góc trong cùng này. Sau đó thì anh em sẽ bấm và giữ nút 2 giờ này trong khoảng thời gian 10 giây nhé. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Em đếm nó hơi chậm một tí, nhưng mà đại khái là nó khoảng tầm 10 giây. Tất cả các kim nó sẽ di chuyển về vị trí cân hiện tại. Thì anh em nếu thấy đồng hồ này tất cả các kim nó về vị trí góc 12 giờ, có nghĩa là đang được chuẩn rồi. Nên các bác phải chờ một chút. Và trong quá trình chờ đợi thì đồng hồ Quang Lâm sẽ xin các bác khoảng 20-30 giây trong quá cho tiết mục quảng cáo. Đồng hồ Quang Lâm nói thật giá thấp thì có một vài mẫu đồng hồ rất là đẹp của Seiko, Orient hay Citizen, một số mẫu của đồng hồ của Nhật. Bên em chuyên đồng hồ của Nhật, có niêm yết trên website đồnghoquanglam.com. Nếu các bác có thời gian thì các bác kính mời các bác ghé qua website, các bác có thể chọn thêm những cái mẫu đồng hồ khác phù hợp với mình. Và đồng hồ Quang Lâm là chủ yếu là những chiếc đồng hồ đã qua sử dụng. Nếu không thì các bác có thể liên hệ với bên em theo các cái đầu số hotline là 0915 559 883 hoặc là 0834 69 6699. Hai số này bên em có sử dụng Zalo các bác nhé. Thế còn là quay trở lại với chiếc này thì anh em sẽ thấy là kim nó đã quay trở lại với lịch, với cái cân lịch rồi. Chúng ta sẽ thấy các kim nó đã về vị trí góc 12 giờ hết rồi. Lịch nó sẽ về vào đúng cái khe ngày 31 và ngày mùng 1 thì mới là chuẩn được. Đó, nó phải nằm đúng khe như này mới chuẩn nhé các bác nhé. Đấy, còn nếu trong trường hợp mà nó không chuẩn thì anh em quan sát kim giờ, kim phút, kim giây nó không về đúng vị trí cân như thế này thì chúng ta cần phải rút cái núm góc 3 giờ này ra nước ngoài cùng rồi. Thì chúng ta sẽ vào cân kim. Và cân thì anh em chỉ cần bấm cái nút cân thì sẽ bấm cái này. Bấm nút 2 giờ chúng ta chọn các cái hạng mục chúng ta cần cân. Đây, bấm nút đầu tiên thì chúng ta cần các cái thứ linh tinh. Đây, ví dụ đây là cân lịch. Đây, từ từ đã nhé các bác nhé. Đây phải rút ra ngoài cùng, em rút nhầm. Đây, cân này. Đây bây giờ cân, các bác sẽ cân bằng cách bấm cái này. Đó, rất thông minh. Kim giờ, kim phút, kim giây nó sẽ lịch dịch ra. Còn nếu không chuẩn chúng ta sẽ cân. Đấy. Rồi đây là cân kim ở dưới góc 6 giờ. Chúng ta vẫn là xoay cái này nhé. Đó. Nói chung là cân thì các bác cứ chỉ cần bấm nút 2 giờ và xoay cái núm này thôi để chúng ta cân.
có cân xong thì anh em sẽ bấm nút này để trả lại trạng thái ban đầu. Thì đấy là chúng ta đã xong cái phần kiên cân. Thì đấy là cân kim. Thế còn khi mà anh em bán đồng hồ này cho người khác, trên đồng hồ này nó còn xét cài đặt nọ cài đặt kia, thì anh em muốn cho nó về trạng thái xuất xưởng của nhà sản xuất thì anh em sẽ có thể phải on reset, tức là cài đặt lại hoàn toàn chiếc đồng hồ này về trạng thái xuất xưởng. Thì để cài đặt thế nào thì em sẽ hướng dẫn các bác reset lại trạng thái xuất xưởng của nhà sản xuất nhé. Nhưng mà trước đó thì chúng ta sẽ phải ngồi chờ một chút cho nó về thời gian hiện hành bây giờ đã. Quá trình này nó sẽ mất khoảng 2 phút để nó cho thời gian trở lại trạng thái hiện hành. Cái lịch này nó sẽ phải về ngày 28. Thì xong mà nó đã về. Đầu tiên thì chúng ta sẽ rút cái này ra nấc ngoài cùng. Chúng ta sẽ bấm nút 2 giờ và nút 4 giờ đồng thời trong khoảng thời gian 4 đến 5 giây nhỉ. 1 2 3 4. Từ từ đã nhá. Có vẻ có cái gì đấy nhầm. Các sẽ rút cái này ra nấc ngoài cùng này. Vậy là rút ra hẳn ra ngoài cùng. Em vừa rồi em rút nó không hết. Chúng ta sẽ bấm nút 2 giờ và nút 4 giờ đồng thời trong khoảng 4 đến 5 giây. 1 2 3 4 5. Đó, thì nó đã reset lại rồi đấy các bác nhé. Đấy, các bác thấy không? Nó đã tự reset lại tất cả mọi thứ. Tất cả chức năng bên trong nó sẽ bị reset lại trạng thái xuất xưởng. Thì khi reset lại trạng thái xuất xưởng thì lịch vạn niên nó sẽ về năm nhuận, rồi là về ngày mùng 1 và ngày chủ nhật. Thế còn thành phố thì nó xét về giờ của London. Thế còn giờ mùa hè thì nó sẽ để off. Thế còn tự động cài đặt giờ mùa hè thì nó sẽ để vào auto. Đấy là reset lại thì nó sẽ như vậy. Thế còn các bác phải cài lại theo các cái trình tự từ trên đầu video đến giờ thì các bác chịu khó xem lại từ bên trên nhé. Thì trên đây đồng hồ Quang Lâm đã hướng dẫn các bác chỉnh mẫu đồng hồ sử dụng máy H804 sử dụng trên chiếc Citizen AT8044 56E. Đồng hồ Quang Lâm xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.